Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em tiếp tục lên cho cả nhà mình xem em máy cài Isuzu TX1060 hai cầu tem xanh bôi nóc ha cả nhà mình ha. Thì mời cả nhà mình cùng ngắm nghía một vòng tròn xung quanh em nó. Đồng thời nữa em sẽ test máy cũng như là test hơi hám. Và em sẽ báo giá trong video cho cả nhà mình cùng biết để cả nhà mình có thể mua và sử dụng ha. Thì em nói là hàng nghĩa địa cả nhà, xe mới vừa về luôn cả nhà. Còn rất là đẹp luôn cả nhà mình ha. Em sẽ gọi vào từng chi tiết cầu kỳ cũng như là chi tiết máy móc động cơ cũng như là mình máy bọc lóc ha, cho cả nhà mình cùng ngắm nghía ha cả nhà mình ha. Nước sơn mình máy bọc lóc số là Rindex 100% cả nhà. Thì ở cuối video em có mô đút thêm một đoạn video cho cả nhà mình xem ha. Bánh trái thì còn tương đối ok cả nhà, thì có vài vết nứt nhỏ nhỏ ha, gai thì còn khá cao, đích khu khá đẹp cả nhà mình ha. Bao cho cả nhà mình nước sơn mình máy bọc lốc số rồi Rindex 100% luôn. Cặp bánh cái tương đối đẹp, mâm rin ha. Còn đây là cái phần bọc lốc số phía bên này cả nhà, còn rất là đẹp luôn ha, đẹp từng cái lưới hông luôn cả nhà. Isuzu TX1060 hai cầu tem xanh bôi nóc ha cả nhà mình ha. 8.3-22 là thông số lốp sau của em nó ha, có vài cái vết nứt chim chim cũng không đến nổi đâu cả nhà. Và hình tổng thể của em nó khá ok cả nhà mình ha. Đây là cái phần đích khu, em sẽ gọi chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Nhìn cái quả đùi là thấy uy tín rồi cả nhà, rất là lực lưỡng và chắc chắn luôn cả nhà mình ha. Bên này cũng vậy cả nhà, nói chung cặp đùi em nó là xuất sắc luôn ha, rất là đẹp luôn. Đích khu là ok con dê luôn cả nhà mình ơi. Em mời cả nhà mình cùng ngắm nghía một vòng tròn xung quanh em nó ha. Nó đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ơi, quá xá đẹp luôn ha. Isuzu TX1060 hai cầu tem xanh bôi nóc, hàng nghĩa địa, xe mới vừa về, còn Rindex luôn cả nhà mình ơi. Bao cho cả nhà mình nước sơn mình máy là Rindex ha. Còn về phần lông đá thì có dọn nhẹ để đi kiểm định cả nhà mình ha. Dọn nhẹ cặp dè để đi kiểm định. Cả nhà mình cũng có thể quan sát thấy từng chi tiết máy trong nó còn rất là đồng bộ và rất là đẹp luôn ha. Sau đây mời cả nhà mình cùng xem phần mình máy động cơ phía bên trên ha. Hai đầu bếp còn rất đẹp luôn cả nhà mình ơi. Sẽ test luôn cái phần hơi hám cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Không một hộp hơi thừa nào luôn cả nhà mình ơi. Bao cho cả nhà mình phần hơi hám luôn ha. Xuống xem xe mà đổ hơi thì Tư Mỹ sẽ trả tiền xe đò cho cả nhà mình về xe ha. Rất là đã luôn cả nhà. Nước nôi thì xanh lè như con cá kè luôn. Cái nước còn quá xá đẹp luôn cả nhà mình ơi. UE đồ này nọ nói chung là còn rất là đẹp luôn ha. Tem nhãn thông số kỹ thuật còn đầy đủ cả nhà mình ơi. Chữ còn khá là rõ ha. Để mời cả nhà mình xem phần test chạy của anh trai bên bộ phận kỹ thuật ha. Nó vận hành rất là êm ái luôn cả nhà mình ơi. Thì bên nông ngư cơ Tư Mì còn rất là nhiều máy cài đang chờ đón anh chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha. Cả nhà mình cũng có thể bấm của số điện thoại hiện trên màn hình để gặp trực tiếp bên Tư Mì để biết thêm thông tin chi tiết về máy cài mà mình yêu thích cũng như là xuống cọc chốt em nói ha, trước em nói về mần dâu ha cả nhà mình ha. Còn đây là cái phần test đột trước của mấy anh trai bên bộ phận kỹ thuật ha. Thì em cũng nhắc lại một lần nữa cho cả nhà mình cũng biết là không nên làm theo ha, vì nó rất là nguy hiểm ha cả nhà mình ha. Không khuyến khích cả nhà mình làm theo ha, vì nó rất là nguy hiểm luôn cả nhà mình ơi. Và sau đây em xin báo giá từ Isuzu TX1060 tem xanh bôi nóc hai cầu này cho cả nhà mình cùng biết ha. Nông ngư cơ Tư Mỹ sẽ để lại em nói cho cả nhà mình với mức giá là 45 triệu ha, còn thương lượng nhẹ cho anh em ở xa về xe ha cả nhà mình ơi. Thì ở cuối video em có mua nút lại một đoạn video mấy anh trai bên bộ phận kỹ thuật của nông ngư cơ Tư Mỹ đang kỳ cọ cũng như là tắm rửa em nói ha. Thì giờ mới về cái ai nát cũng nói mình sơn là không. Ta đâu có không, ta ngồi ta kỳ như mình được, phải không? Yeah. Thì để em nó có một cái dung nhan tuyệt đẹp như thế này thì mấy anh trai bên bộ phận kỹ thuật rất là cần cù và tỉ mỉ thì mới thành công được cả nhà mình ha. Vậy còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ cả nhà mình ơi.